COVID-19 xảy ra khiến mọi giao dịch dường như ngưng trệ. Đứng trước những khó khăn như thế này, nếu doanh nghiệp nào không có đủ tiềm lực tài chính thì nguy cơ rời khỏi thị trường là rất cao. Còn đối với những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh thì đây cũng là lúc họ phải đưa ra các giải pháp về tái cơ cấu danh mục đầu tư, các bài toán về tiết kiệm chi phí, thậm chí là các giải pháp về thanh toán để có thể bán được hàng vào lúc này. Với đơn vị này, việc đưa ra sản phẩm mới vẫn được tiến hành dù thị trường đang chậm lại. Và để đảm bảo được dòng tiền, doanh nghiệp đưa ra hai chiến lược chính. Thứ nhất là cơ cấu lại danh mục các dự án đầu tư, nghĩa là thay vì công bố lượng dự án mới theo kế hoạch, thì giờ doanh nghiệp phải rút gọn lại, chỉ đưa ra những dự án phù hợp với tình hình hiện nay như nhà ở vừa túi tiền. Thứ hai là phải tính toán lại phương thức thanh toán để người dân vẫn có thể mua được nhà trong bối cảnh tài chính eo hẹp. Thay vì bình thường trước đây những dự án mà chúng ta làm thì chúng ta phải tính toán tới cái việc là thanh toán trong vòng bao nhiêu kỳ, mỗi kỳ là ví dụ bao nhiêu phần trăm, 3-4%, 5-6% gì đấy. Thì bây giờ chúng tôi sẽ giãn cách ra mỗi kỳ chúng ta có thể thanh toán ít đi. Đó, có thể là 2% hay là 1.5 hay là 3%, nó ít đi để nó đảm bảo được cái mức thu nhập của người mua nhà, người ta có đủ cái tài chính để người ta lo, người ta đóng tiền theo đúng tiến độ và đảm bảo được cái dòng tiền của mình luôn.